Kêu gọi tưởng niệm sự kiện gặp ma 14 tháng 3, tin từ Hà Nội. Cách đây 27 năm, Trung Cộng đưa quân xâm chiếm các bãi đá Cô Linh, Leng Đao, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 64 quân nhân hy sinh và 3 chiếc tàu bị bắn chìm ngay giữa vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Nhóm New You Hà Nội kêu gọi người dân ở thành phố cùng với những tỉnh lân cận về Hà Nội cùng xuống đường để tưởng niệm sự kiện Gạc Ma vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 3 trước tượng đài Lý Thái Tổ. Nhóm New You cũng đề nghị mọi người trang phục chỉnh tề, đồng thời kêu gọi lực lượng công an bảo vệ người dân nhằm để tránh các hiện tượng côn đồ quấy phá và móc túi. Trong những năm gần đây, Trung Cộng liên tục gây hấn trên Biển Đông bằng những hành động khiêu khích cả về mặt kinh tế, chính trị, quân sự và ngoại giao. Nhiều tàu cá bị đánh chìm, nhiều ngư dân bị giết hại, nhiều hoạt động thăm dò khai thác dầu trên vùng biển Việt Nam bị Trung Cộng phá hoại. Gần đây, Bắc Kinh còn liên tục cho xây cất những vùng đảo chiếm được của Việt Nam thành những căn cứ quân sự khổng lồ với phi trường, hải cảng và nhiều công trình quân sự, hòng độc chiếm toàn Biển Đông, thực hiện mưu đồ bành trướng, đe dọa đến hòa bình và an ninh khu vực. Ngoài ra, nghệ sĩ Kim Chi cũng đề nghị đúng ngày 14 tháng 3 vào lúc 12 giờ trưa, mọi người ở khắp nơi dành 2 phút tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong 3 cuộc chiến chống Trung Cộng để bảo vệ đất nước. Đây là việc làm để mọi người thấy rằng mình có quyền và người dân dám vượt qua sự sợ hãi để với tính cách cá nhân, tính cách cộng đồng tỏ lòng ghi ơn tưởng nhớ đến những người con Việt Nam đã hy sinh cho Tổ quốc.